Đẹp long lanh luôn, không chỉ nghe hay mà còn bày rất chưa đẹp. Vâng, thương hiệu đẳng cấp và chất lượng luôn luôn đồng hành và đi cùng năm tháng mọi thời đại. Quý vị các bạn thân mến, thì tiếp theo với chương trình test và giới thiệu tất cả các sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke của Trinh Trang Holiday hôm nay, thì em test và giới thiệu với toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc là chọn bộ âm thanh với một cái cấu hình sử dụng vừa nghe nhạc và hát karaoke. Chọn bộ âm thanh gồm có 5 thiết bị. Thì qua cái video hôm nay thì cũng rất chi là hy vọng là chia sẻ được với toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc, và anh chị em có thêm một sự lựa chọn nữa trong cái không gian gia đình nhà mình để lựa chọn cho mình một bộ âm thanh nghe nhạc và hát karaoke hay nhất và với một cái giá thành tốt nhất, cũng như là cái độ bền đi cùng năm tháng tuyệt vời nhất. Thì ngay sau bây giờ em xin giới thiệu với toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc là chọn bộ âm thanh gồm có 5 sản phẩm. Đầu tiên bên dưới cùng đó là một cặp loa nổi tiếng của hãng Bose với model là 301 CD3, hàng được thiết kế với một cái vân gỗ vàng rất chi là đẹp. Một bát 20, một chung một tép. Rất chi hay, nói về cái dòng loa Bose thì 301 CD3 nó là chất âm huyền thoại để nghe nhạc và hát karaoke rồi. Hàng zin bản và đẹp sắc cạnh. Và tiếp theo đó là một chiếc loa súp nổi tiếng hãng JBL với model là P10, một trong những cái model được thiết kế có một cái cấu hình rất chi là nhỏ gọn và xinh xắn, và cái chất âm thì lại rất chi là uy lực và sâu mềm mượt. Với cái model này thì hãng sử dụng là cái bass woofer là bass 25 và nguồn điện là 117V, hàng zin bản và đẹp từ AZ. Và thứ ba đó là một chiếc âm ly nổi tiếng hãng Răng Vua với model là PA203L, hàng hiện đang có mặt tại Trinh Trang Already rất chi là nhiều, với một cái số lượng rất chi là nhiều. Thì cái hãng Răng Vua thì nổi tiếng về cái chất âm karaoke trên toàn thế giới rồi, anh chị em cũng đã biết quá nhiều về cái dòng âm ly này rồi. Và để cho cái bộ âm thanh nghe nhạc và hát karaoke nó được chi tiết và trầm sâu mượt mà hơn trong tất cả các cái thể loại nhạc, thì em phối ghép thêm một chiếc equalizer của hãng Ezoka với model là TE910SG, hàng sản xuất tại Hàn Quốc, và đây là cái model sản xuất ra để xuất sang thị trường Nhật Bản, sử dụng với một cái nguồn điện 100 và 220. Hàng được thiết kế là 32 cần chỉnh âm sắc, và ở giữa là có cái đèn nháy tia ba màu rất chi là đẹp. Cái chất âm thì nó quá là tuyệt vời rồi. Và cuối cùng thứ năm đó là một bộ mic không dây của hãng BBS với model là K868, hàng thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, với một cái chất âm thu âm đều ba giải rất chi là hay. Và chọn một cái bộ âm thanh này em test giới thiệu với quý vị bạn của anh chị em là còn zin bản và rất chi là đẹp, với cái tầm giá là trên dưới 30 triệu một chút. Anh chị em có nhu cầu sở hữu chọn âm thanh này thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang Aurade, địa chỉ Club 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757889 để được tư vấn cũng như là ship hàng toàn quốc. Thì qua cái video này thì cũng xin chia sẻ với toàn thể quý vị bạn của anh chị em trên toàn quốc là có thêm một cái sự lựa chọn mới trong cái không gian gia đình nhà mình, và có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em để sở hữu. Thì ngay sau bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke để xin giới thiệu với toàn thể quý vị bạn của anh chị em biết thêm về cái chất âm khi hát karaoke. Thì ngay sau bây giờ em sẽ test thử, xin mời quý vị bạn của anh chị em cùng thưởng thức và đón nghe, và có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái chọn bộ âm thanh này. Em ngồi trước loa luôn nhá, không tít không rú thì anh chị em nhá, đảm bảo không tít không rú. Thôi rồi con chỉ đâu em ơi, có còn lại trái dư âm thôi, trong cơn thương đau mến đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, mến nào bằng mến thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay, phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vạn mùa thu sau lưng ta. Em ơi thu thiên ta, ơi người vì ta qua phong ba, có còn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mở hoen
âm dương. Một vòng trăng vỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau. Hết rồi tôi đã không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không. Con đường mình đi sao trong gai, bước vào đời nhau qua bao ngày. Em ơi sao đắng cay. Thôi đành vui sầu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em ơi. Rất chi là tuyệt vời luôn, với một cái bộ âm thanh gồm có 5 sản phẩm, một cặp loa Bo 301 Series 3 hàng bãi xịn của Mỹ và một chiếc loa súp nổi tiếng của hãng JBL với cấu hình bass 25 và một chiếc âm ni nổi tiếng của hãng Yamaha với model là PA203L và tiếp theo đó là một chiếc Equalizer và cuối cùng đó là một bộ mic không dây của hãng BBS với một cái cấu hình thiết bị gồm có 5 sản phẩm này với cái tầm giá là trên dưới 30 triệu một chút. Thì anh chị em sử dụng để trưng bày cũng như là thư giãn trong những cái ngày phút nghỉ ngơi bên gia đình nhà mình với các cái bản tình ca và thưởng thức tất cả các cái thể loại nhạc trong cái gu nhạc của mình. Thì anh chị em có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang, AUDD địa chỉ Cơ lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn của anh chị em sau khi xem xong video rất chi là mong muốn chia sẻ hoặc là bấm đăng ký kênh của Trinh Trang AUDD để được theo dõi tất cả các cái sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke do Trinh Trang AUDD test và giới thiệu. Và ngoài ra quý vị và các bạn anh chị em cũng có thể truy cập vào Zalo hoặc Facebook theo số điện thoại 0967697999 và 0976757899 để được theo dõi tất cả các cái sản phẩm em chụp và quay video giới thiệu chi tiết trên Zalo và Facebook. Và anh chị em có nhu cầu phối ghép về tất cả các sản phẩm dành cho nhà hát karaoke thì liên hệ trực tiếp với em. Và anh chị em lưu ý là ngoài cái bộ hôm nay em test và giới thiệu ra thì em còn có rất nhiều tất cả các cái sản phẩm, các cái model nổi tiếng trên thế giới với các cái hãng rất chi nổi tiếng. Thì anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để được biết thêm thông tin chi tiết về tất cả các cái sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke từ bình dân đến cao cấp do Trinh Trang test và giới thiệu. Đây anh chị em có thể xem qua. Rất nhiều anh chị em nhé. Rất nhiều luôn. Tất cả những cái hãng nổi tiếng trên thế giới em đều có. Và anh chị em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em. Rất chi đẹp luôn, nổi tiếng. Hàng luôn có và với một cái sự tuyển chọn kỹ lưỡng. Và cái giá thành cũng rất chi là mong muốn anh chị em là ủng hộ tất cả các sản phẩm của Trinh Trang đó đây. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất do Trinh Trang AUDD test và giới thiệu. Xin chào và hẹn gặp lại.